sau màn hụt hẫng vừa rồi, không biết là đội của anh Thành và anh Đức mình có ý định là sẽ thay đổi chiến thuật để giành chiến thắng trong vòng sau hay không? Chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm sâu sắc, không gì là không thể với các bạn nhỏ. Cho đến phút 89 vẫn có thể lật kèo, nên khi nào kết thúc hiệp đấu chúng tôi mới hoàn toàn yên tâm. Yên tâm, chớ vội mừng, chớ vội mừng. Anh Đức, sao em? Anh có định thay đổi chiến thuật hay không? Chứ em thấy là các bé ai cũng yêu thích cô Harry Won hết trơn á. Thực sự ra là anh cũng không có một cái chiến thuật gì từ đầu tới giờ hết mà anh kêu anh thay đổi. Các bé nó luôn luôn gây cho chúng ta bất ngờ. Có một chiến thuật duy nhất dành cho em thôi, mà bây giờ thay đổi chiến thuật là yêu người khác vậy thôi đó. Đừng có nói cái gì trời. Rồi, kệ, tiếp tục đi. Mình sẽ cùng gặp gỡ thí sinh thứ tư của ngày hôm nay. Chim cơ. Đô. Đô. Chuột con nào ra con ấy. Chắc. Bự 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 bự. Như hamster. Chuột mà đẩy qua tới hamster. Mà tài năng này khó đoán quá. Nhưng mà em nghĩ là bé cũng phải liên quan cái gì đó đến thể thao nha. Gợi ý đi. Thôi coi menu đi em. Hãy cùng đến với 5 gợi ý của chương trình. Xin mời. Bé Tăng Phương Linh. Nhảy múa. Thể hình nhí. Biểu diễn siết, huấn luyện đại bàng. Trời đất ơi. Ôi. Và đáp án khác. Ủa, huấn luyện đại bàng là gì ta? Là mình điều khiển đại bàng theo ý mình đó chị. Chị biết con đại bàng không? Bài. Con đại bàng bự bự á. Chim đó, à, chim đại bàng á. Eagle. Vậy thì kia đó chắc chắn không phải rồi. Đại bàng bự lắm. Ồ, nó bự lắm, em bé kiểm soát không được đâu. Đại bàng người lớn chưa làm được. Đúng rồi. Đại bàng gấp bé thì đi luôn. Cũng có những con đại bàng nhỏ mà. Thí dụ là huấn luyện đại bàng mới sinh đó, nó bò thì được. Biểu diễn siết có khả năng hả chị? Biểu diễn siết thì có khả năng. Nhảy múa là chắc chắn không phải luôn. Siết. Siết đó. Tại vì siết cần sức khỏe. Có thể bé này là uốn dẻo được hoặc là tung hứng. Nhưng mà là do người lớn tung hứng bé, bé sẽ là giữ những cái vị trí ở trên cao. Coley, theo chị thấy sao? Chị cũng thấy là biểu diễn siết á, là cái này là khả năng cao nhất nãy giờ trong năm cái đáp án. Thân chủ tôi đã chọn biểu diễn siết. Chốt đáp án là biểu diễn siết. Siết. Cả hai đội cùng là biểu diễn siết luôn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé để xem tài năng thật sự của bé Phương Linh là gì. Xin mời. Con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú ở dưới nghe được không nè? Dạ thưa cô, con tên là Tăng Phương Linh. Năm nay con 6 tuổi, con đến từ Hải Phòng. Con rất vui khi tham gia chương trình Biệt Tài Tí Hon. Cô thắc mắc là không biết là con đang cầm cái này là cái bao tay hả con? Cái này là cái khăn tay. Cái này để làm cái gì? Cái này để cho chim nó đậu. Vậy? Oh. Trời ơi trời, có tin nổi vô mắt tôi không trời? Một đứa con nít cỡ này tuổi huấn luyện đại bàng, trời ơi trời. Con chim của con đâu rồi? Đâu? Bạn của con đâu? Con gọi bạn của con ra nha. Con
giới thiệu về người bạn của mình cho mấy cô chú biết được không? Bạn tên gì nè? Tao tên cô. Bạn này tên là Súp Lơ. Súp Lơ hả con? Súp Lơ. Súp Lơ. Súp Lơ. Súp Lơ là bông cải đó. Súp Lơ là bông cải. Thông của em này là đại bàng. Con diều hâu. Là diều hâu à? Diều hâu. Trời ơi, sao giỏi vậy? Có bao giờ nó mổ không Sam ta? Bây giờ em sợ nó mé. Mé chim đang nhìn Sam rất đắm đuối nha. Không, nó ỉa luôn bà con ơi, nó ỉa rồi. Trời đất ơi. Có chỉ cần ăn một miếng nó ỉa ngay. Con ơi, thế súp lơ là ở đâu mà con có súp lơ vậy? Ở trong thùng. Ở trong thùng à? Thế bố mẹ mua cho con à? Vậy ở nhà con có bao nhiêu bạn? Người bạn giống như súp lơ nè, kể con nghe nha. Súp lơ này. Súp cua này. Đúng không? Bi. Bi. Nọc. 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 Phát. Phát. À, lọc phát. Lọc phát. Bắp. Bắp. Con cần cần. Gật đầu luôn. Trời ơi, chắc họ huấn luyện tôi luôn quá. Các bạn đều là dòng điều hâu. À. Thế sao mình không chọn những con mà như là chích chòe này, họa mi này, sáo sậu này, thế mà mình chọn những con to như diều hâu thế con nhỉ? Vậy ở nhà con có bạn nào là đại bàng không? Có. Có luôn à? Em Ngọc với em Bi. À, em Ngọc với em Bi là đại bàng à? Em nghĩ là mấy bé chim này phải nuôi từ nhỏ. Đúng rồi. Nuôi từ nhỏ đến lớn. Thôi hết Hồng con ơi, dạ đúng rồi. Trời ơi, giật bắn cho mình. Thế cái con này như thế này là mình bán bao nhiêu một con nhỉ? Không bán à? Thế mua bao nhiêu một con? Mua thì nó khoảng bao nhiêu một con biết không? 500.000. 500. Hả? 500.000 là mình ra ngoài chợ mình mua chim cút về ăn con nhé. Mua đãi đoàn phim ăn 500.000. Mua chim cút vỗ chết ngay. Chết ngay. Chết ngay. Con này mổ phát chết. Con này mổ phát chết ngay, chết luôn. Đấy. Nhưng mà con này thì khoảng bao nhiêu một con chứ, làm sao 500.000 thì quá rẻ. Mấy triệu? Không biết không? Không nhớ đâu. Làm sao nhớ được? 100 triệu. 100 triệu. Ôi, nhiều thế con ơi. Thôi. Không có. Ôi đại bàng 100 triệu là bình thường, có nhiều con là lên 300 triệu. Ồ thì có hả? Vâng. Ai mua em 100 triệu không em bán luôn này. Giờ sao nó đắt thế? Đại bàng là giá bình thường thôi, là mấy chục đến 100 triệu rồi. Con nào đẹp có thể lên đến 200 hoặc 300 triệu. Có bao giờ con chơi đùa với các em mà các em nó mổ hay nó cắn con chưa? Chả có em nào mổ con. Mà em mà toàn là hiền. Em này em ấy chỉ là con dưng tay xuống này, em mới trèo lên. Trèo lên hơi đau đúng không? Hơi nặng. Nhưng mà con ơi, thế các em mày nó hiền hay là từ nhỏ? Là con nào cũng vậy hay là mình phải huấn luyện nó mới hiền? Em này hiền. Em này hiền nhất hả? Nếu chú Thành đến gần nó có mổ không? Hay là chú Thành thử đeo găng tay vô? Con ơi, này, thế đằng ấy ơi. Đằng ấy ơi. Gia đình mình ở đâu nhỉ? Gọi súp lơ đi, súp lơ. Lơ ơi, lơ. Chú Thành thử đi, chú Thành em hiền lắm. Ôi, thích thật nhỉ? Thôi được rồi, cảm ơn con nhé, rất giỏi. Biết yêu thương động vật là tốt. Cảm ơn con. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi một đoạn video clip để hiểu hơn về bé Phương Linh nha. Trời đất ơi, mấy bà kìa. Con tên là Lâm Phương Linh. Năm nay con 6 tuổi. Nhà con có 7 con chim, có 3 dòng, dòng đại bàng. Đấy, diều trắng đấy. Dòng diều hâu. Và dòng cắt lớn. Dòng diều hâu có 4 em chim. Em mèo. Em súp lơ. Em bí đỏ. Em cà rốt. Dòng đại bàng có em Bi. Với em Lộc. Dòng cắt em ấy tên là Bo. Bởi vì con rất thích ăn củ quả nên con đặt tên như vậy. Con vẫn đừng chăm sóc vợ em. Hàng ngày con cho các em ấy ăn thịt. Mỗi ngày con cho các em ấy ăn một lần.
tắm rửa và xoay cho em ấy. Hồi nãy ban bình luận của chúng ta có nhìn thấy trong cái đoạn clip á, là có hai người mình sẽ giang tay như vậy để cho chú chim của chúng ta bay qua. Vậy thì bây giờ sẽ có một cái thử thách là mình sẽ anh Huy với anh Đức đi. Hai chúng ta sẽ cùng lên sân khấu và đứng cái tư thế như vậy để cho chim bay qua. Xin mời. Ôi, người anh em, cuộc sống này mà đôi khi cố gắng nha. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Có chừng đạp trước chim. Xíp lơ. Đó, đó, đó. Nghe bộ, đó thấy không? Nghe. Em mới nghe cái quài hơn gì à? Hết hồn gì á? Phương Linh ơi, con nhìn hai chú đứng có đúng tư thế không nha? Chắc là đứng kiểu cầu thủ anh Đức ơi. Đúng rồi, đúng con. Buông ra nha, con buông ra nha. Dừng. Thấy, thấy con chim phải thông minh không? Nó bay kiểu nào bay, nó phải né hai cái nách ra. Con lại đó, con để lại đi. Dạ, em đừng có nắm chân nó nữa nha. Giờ cao lên, bắt ơi. Em cao hết cỡ rồi, bây giờ tới đây nghe. Anh chạm cho ngón tay em đi. Mày thấp xuống đi tao lộn. Linh ơi, khi nào con sẵn sàng thì con nói cô để cô vung tay nha. Sẵn sàng. Rồi, rồi. Ôi Cầu Nguyên, thấy cái gió nó lạng quá không? Hay quá con ơi, hay quá. Trời ơi. Trời ơi, con biết muốn cái thành không? Không, không có mất. Ừ. Hay quá, vỗ tay. Vỗ tay. Bây giờ là bé chọn đội, là hôm bé điều khiển bé súp lơ đậu đầu ai là chọn đội người đó. Ừ. Nè súp lơ. Súp lơ, sau khi nó đậu nó hay làm cái động tác tiếp theo là mổ. Con gái ơi, bây giờ mọi chuyện đã xong rồi à, ở nhà chú Thành á có à, một bạn súp cua rất dễ thương, mà không biết là con có muốn gặp bạn hay không. Nếu mà muốn thì con hãy về với đồ của chú Thành đi nào. Súp lơ này có tập tính săn mồi đó, đưa về hai bạn kia là súp lơ gấp hai bạn đó luôn á. À vậy hả? Ừ, đừng đem hai con đó ra dụ nha. Con ơi, ở đội của chú có cô Harry, cô rất là am hiểu về động vật học. Am hiểu đó, rất yêu động vật. Chính xác. À,
ai mà kỳ cục vậy? Có hai gì cạo lông con mèo. Quý vị coi, quý vị coi, bây giờ con mèo dòm giống như là nạn nhân sau đám cháy vậy. Nó là đứa sống sót duy nhất gia đình đi chết hết, con mình nó chạy ra được. Tàn tạ bé thua thân bại danh liệt. Nên có gì con về đội của cô chú nha. Chú cũng rất là thích tìm hiểu về cái bộ môn huấn luyện chim này. Chú thích chim, nói chung là thề. Ừ. Bây giờ Phương Linh, con muốn về đội của Ban Bình Luận nào nè? Cái là chim sẻ con. Đây nè. Đó, nghe tiếng biết ở bàn mà dương cánh rồi không? Đây, đây con, đây, con này là con nào? Hôm 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 trên rừng xanh, hôm hôm tóc nhau là em đó. Đó. Đấy. Bè. Chưa nói giống, chưa kêu giống cái giọng kiều á. Bây giờ con về đội ai này? Em cảm thấy nhìn mình như đang giống như một cái thế giới động vật vậy. Không phải con nét đâu. Trời ơi. Cái sở thú ơi, dừng lại cho cháu nó chọn. Chọn đi con. Rồi, bây giờ con muốn về đội của ai nè? Con chạy về đây nhanh, con không chạy về cô Sam chạy về đây mất. Trời ơi, gì dạ. Nhanh lên nào, nhanh lên. Thả thính bất chấp. Nhà cô con gì cũng có hết trơn, con mèo cũng có, con chó cũng có nữa. Bây giờ thêm con chim nữa là tuyệt vời đó. Nhà chú cũng có con mèo, con chó, có thêm con vợ nữa con. Rồi, con cứ đi tới đội của cô chú nào mà con thích nha. Giang đôi tay đón bé về với đại gia đình. Cô Sam đẩy hoài. Thôi, cô Sam đẩy. Cô Sam đẩy hoài, cô Sam buông tay ra. Để cháu nó tự chọn. Về bên này đi, không về giặt đấy. Mình nghỉ chơi bạn ra luôn. Mình nghỉ chơi Phương Linh ra luôn. Linh ơi, không về với đội mình nha. Kèo rốt thế, vừa chưa về là bà nghỉ chơi rồi. Đây. Với đội mình nha. Giỏi thế. Quan tôi mà. Lơ lơ. Quay vào mặt để máy con ơi. Đây, rồi, con nói đi, con tên gì? Nói con lên. Tên là Đăng Phương Linh. Con mấy tuổi? Năm nay con 6 tuổi. Con là bạn của ai? Con là bạn của Sinh Nơ. Còn mọi người bình chọn cho con nhé. Vâng. Ừ. Con nói là mọi người. Hay lời muốn nói này. Con là Chúc Lê, con là Chúc Lê. Mọi người bình chọn cho chủ của con. Cô chủ của con chiến thắng, con sẽ được một trái Chúc Lê. Đấy, đây là một loại. Rồi, cảm ơn.